Hàng ngàn y tá ở Hoa Kỳ biểu tình yêu cầu cải thiện biện pháp phòng chống Ebola, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Mới đây, hàng chục ngàn y tá ở Hoa Kỳ đã xuống đường biểu tình để kêu gọi cải thiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm Ebola. Cuộc đình công nói trên được phát động bởi Liên đoàn Y tá Quốc gia và được diễn ra ở hàng chục thành phố trên khắp 15 tiểu bang của Hoa Kỳ. Theo những người biểu tình cho biết, các bệnh viện đã không chuẩn bị đủ vốn, thiết bị bảo hộ và hướng dẫn để bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế, mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã đưa ra hướng dẫn chung để phòng ngừa Ebola. Theo một y tá của bệnh viện Providence là Kelly Field cho biết, hai y tá bị nhiễm bệnh ở Dallas đã bị bệnh viện chỉ trích vì không làm đúng phương thức phòng bệnh. Tuy nhiên, sau khi hai y tá này lên tiếng đáp lại lời chỉ trích, người ta mới biết là bệnh viện nói trên không hề có đầy đủ những biện pháp phòng tránh cần thiết. Các y tá đã xuống đường biểu tình ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Quốc hội mới, với mục tiêu thúc đẩy các nghị sĩ phê chuẩn một khoản tiền viện trợ 62 tỷ Mỹ Kim để chống lại Ebola, một chương trình đã được đề xuất bởi Tổng thống Barack Obama. Theo bà Kelly cho biết, các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có thể làm việc tốt hơn nếu đặt đảng phái sang một bên và suy nghĩ nhiều hơn cho người dân Hoa Kỳ.